Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Sử dụng tay lư là một bầu sô có tiếng ở hải ngoại, một nửa của nữ ca sĩ Thu Phương. Viết dòng nhạc chia sẻ trên Facebook đầy cảm xúc về cô. Anh ấy tựa bài viết là người phụ nữ phi thường như một nhận định vì một nửa đời mình. Đối với anh, Thu Phương là một gương mặt sáng cho các con và là một người vợ đảm đang tỉ nhị, văn hóa và cực kỳ nhạy cảm. Khi anh gặp Thu Phương và quyết định đồng hành cùng mẹ bọn nhỏ, cũng vì cảm neo đơn, chan chuyên của một người phụ nữ đa đoan, phải một mình đương đầu với cuộc sống mới đất khách. Ở Thu Phương họ được cách cư xử tỉ nhị, nhất là khi đối diện với người thương yêu mình, suy nghĩ và cả áp dụng văn hóa xấu chàng hổ ai. Thu Phương là lý do Thu Phương sống phần đa đoan, là một số cảm nhận được điều này, nên đã bỏ qua lời thề, không bao giờ lập gia đình khi tôi gặp Phương. Về lối sống và suy nghĩ của một cả độc thân lãng tử và lớn lên ở Mỹ, từ lúc 13 tuổi nên tôi chưa dám nghĩ mình và mẹ bọn nhỏ, người phụ nữ gia đình đảm đang, sinh vật sống lớn lên và thành danh tại miền Bắc để có thể hợp nhau. Sau 11 năm và hai đứa con thì bây giờ, tôi tin rằng có duyên và sự tương quan trong mối quan hệ này. Về lối sống và suy nghĩ của một cả độc thân lãng tử và lớn lên ở Mỹ từ lúc 13 tuổi, tôi đã chưa dám nghĩ mình là mẹ bọn nhỏ, người phụ nữ gia đình đảm đang sinh sống, lớn lên và thành danh tại miền Bắc có thể hợp nhau. Sau 11 năm và hai đứa con thì bây giờ tin rằng có lẽ cơ duyên và sự tương quan mối quan hệ này. Nhiều bạn bè rất ngạc nhiên khi biết cho đến hôm nay chúng tôi vẫn chưa chính thức hôn nhân. Họ nghĩ rằng chuyện của đã xảy ra 11 năm trước khi Thu Phương quyết định đồng hành cùng tôi dũng tây lô viết. Lúc đó hai đứa con của Thu Phương và Duy Hải được 10 tuổi và Thanh Thảo được 4 tuổi. Ngoài việc nói chuyện với hai con hàng đêm, khi các con đi học về, anh còn thấy Thu Phương về Sài Gòn thăm hai cháu mỗi năm, hai lần lục nào, hai cháu cùng ông bà ngoại chăm sóc và lo cho học. Có nhiều lần áp lực đời sống và nỗi nhớ con, Thu Phương đã muốn bỏ cuộc. Chính những lúc này, anh đã khuyên Phương hãy cố gắng lên. Nếu có cuộc thì gặp khó khăn thì cũng không làm được, nhưng vượt qua sóng gió để có thể kinh nghiệm sống. Làm gương cho các con thì cần sự cương quyết. Anh hứa với Thu Phương sẽ làm hết mình, từ tinh thần đến tài chính để mẹ con đoàn tụ tại Mỹ. Có thể thấy vì từ bé tôi chỉ sống bên mẹ nên cảm nhận được tình mẫu tử, thương lương và sự hy sinh của người mẹ chịu đựng những lời thị phi bất công với công chúng. Dũng Tây Lư viết và rồi ngày đoàn tụ cùng đến. Dũng Tây Lư kể 2 năm mới quen Thu Phương, anh vẫn còn đồng hành nghề kỹ sư tại Lũng Hoa Vàng. Cho dù căn hộ của gã kỹ sư này thường bầu có cuối tuần vẫn còn, nhưng cứ mỗi buổi sáng ngồi chuyến bay 8 giờ sáng đến Sài Gòn làm việc, chiều ngồi đến 4 giờ sáng xuống Quận Cam suốt 2 năm liền cho tới lúc Thu Phương nói, một là anh xuống đây, hai là em lên đó, chứ không thể cứ ngày nào bay mỗi ngày như thế này. Thế là một ngày Thu Phương cùng với nhạc sĩ Việt Anh đến Mỹ chơi từ kết, đã chọn sạch căn nhà cụ gã kỹ sư quen sống đầy độc thân tại Sài Gòn, cho tất cả vào xe tải lại 6 tiếng về Quận Cam. Trước kia anh cứ ngỡ rằng chọn được Thu Phương, vì sao anh mới ngỡ ra rằng có lẽ bao kế đẹp trai hơn tôi, sao có hơn tôi, thông minh hơn tôi, tiếng Việt siêu phàm hơn tôi. Nhất thời điểm mới được quen Thu Phương, làm sao có cửa để cửa nàng. Có lần Phương nói với người bạn rằng cứ để cho dịch vui trên chiến thắng, ngỡ nhận ra và chinh phục được mình. Tôi từng nói với Thu Phương rằng yêu ngôi sao lấy ca sĩ không phải điều khó. Cái khó nhất là ở đời người ca sĩ ngôi sao. Người ca sĩ ngôi sao vốn bản chất là người tự tôn tự trọng, lãng mạn đa sâu, đa cảm, luôn sống trong môi trường độc hại nhiều cám dỗ. Đi sống đời với một ca sĩ ngôi sao thì người đồng hành cần có sự tự
tim. Một trái tim to lớn, một tâm hồn lãng mạn. Hơn và lòng bao dung, vì đại hơn người ca sĩ ngôi sao đó. Người phụ nữ phi trường này đã làm cho đời sống của tôi không còn tồn tại chữ tôi. Tôi coi như đã chết khi Thu Phương, đồng nghĩa chỉ còn chữ chúng tôi, của gia đình Dũng Tây Lơ viết. Dòng tâm sự của Dũng Tây Lơ nhận được 4.000 lượt view, thích và nhiều bình luận chia sẻ mừng cho Thu Phương tìm được anh. Cô ấy xứng đáng được thương yêu và trân trọng, anh chị đúng là hai nửa của nhau. Chúc anh chị mãi hạnh phúc vui vẻ ạ. Trời không phụ người có tâm bao dung. Không ai nắm tay được từ sáng đến tối cả. Chúc chị bốn thiên thần của chị vui vẻ và hạnh phúc. Thu Phương sinh năm 1972 tại Hải Phòng. Cô từng là những giọng ca nữ yêu thích nhất trong khoảng giữa năm 1990 đến năm 2000 tại Việt Nam. Thu Phương trung tuyến vào nhà hát tuổi trẻ lúc còn 14 tuổi, sau đó trung cấp thanh nhạc ở Nhạc viện Hà Nội và tốt nghiệp năm 1990. Từ năm 16 tuổi, Thu Phương tham gia biểu diễn trong ban nhạc Tây Hồ tại Hà Nội và sau đó trở thành ca sĩ chính của nhóm. Những năm hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, cô đã biểu diễn khắp từ trong Nam ra Bắc và được khán giả biết đến các ca khúc Có Phải Em Là Mùa Thu Hà Nội, Trần Quang Lộc, Dòng Sông Lơ Đãng, Việt Anh và hát song ngữ nhiều ca khúc nước ngoài đang tiến hành thời đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.